Anh chị em nghe là ông gọi là mẹ cha, tức là Chúa, chứ không phải là cha là tôi. Chúa vừa là cha, Chúa vừa là mẹ. Chính Chúa là người cha đầy quyền năng, chính Chúa là người mẹ đầy lòng thương xót, và đã sờ chạm, đã đụng lên từng những con người của đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền đến đây. Và bây giờ là những đứa bé đang được học bài học phục vụ. Vì bài học phục vụ là bài học biết yêu thương, biết chia sẻ, biết cho đi. Chúng tôi đang trong chương trình của những ngày mùa chay, đi thăm và tặng quà cho những người phong cùi, những người tâm thần, những người ung thư, những người mù, rồi những người già neo đơn, và viếng thăm các cha già nữa, cha già hưu. Thưa anh chị em, những người mà đã một thời phục vụ, còn bây giờ đang là phục vụ bằng cầu nguyện, bằng hy sinh, xin anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi, những linh mục, những tu sĩ, những người đang dấn thân trong cánh đồng truyền giáo, được noi gương Đức Giêsu, đó là đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Rồi, đây chúng ta thấy cái bạn này bé. Dạ con, bé tên gì? Con là Chú Minh. Con mấy tuổi? Con 5 tuổi. Con học lớp mấy? Tuổi 2. Rồi, con có cái gì đây? Con heo. Heo cho ai? Cho các bạn nghèo. Rồi, cho mời chàng hóa tay heo cho các bạn nghèo. Còn con tên gì? Con tên là Phaolô à. Mấy tuổi? Con 5 tuổi. Học lớp mấy? Con học lớp 5. Năm mốt con có đi tu không? Có. Rồi, một thần đồng 5 tuổi học lớp 5, là mốt mà con 20 tuổi học lớp 20. Rồi, con có cái gì đây? Con có tiền. Tiền ai cho con? Mẹ. Để làm gì? Cho những bạn nghèo. Rồi, cho mời chàng pháo tay, thưa anh chị em. Còn con? Con tên là Thiên An. Thế mấy tuổi? 3 tuổi. 3 tuổi học lớp mấy? Cô giáo. Học lớp cô giáo. 3 tuổi học lớp cô giáo. Này ơi. Rồi con có cái gì đây? Có con heo. Cho ai? Cho người nghèo. Heo cho người nghèo. Mốt con có đi tu không? Không. Con không. Rồi con tên gì? Con tên Trâm. Mấy tuổi rồi? Con 6 tuổi. Học lớp mấy? Con học trường mầm non. Rồi con có gì đây? Con có một ít tiền. Có một ít tiền, ai cho con? Con lấy ở trong heo. À, con lấy ở trong con heo ra một ít tiền, rồi con lấy cái tiền này con cho ai? Con cho người nghèo. Rồi, bố con có đi tu không? Dạ, con không. Cho vào trong có tay, thưa anh chị em. Rồi, đây một bé nữa, thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là rất nhiều bé, và có heo, rồi có tiền, rồi có đủ thứ hết, và chúng ta thấy đây là những hình ảnh rất đẹp, rất dễ thương của giáo điểm tin mừng chúng ta. Từ em bé đến người già, từ người có đạo đến người không đạo, từ người giàu đến người nghèo, tất cả đều chung tay, chung sức để mà làm công việc bác ái trong mùa chay thánh này với chủ đề cho con xin một chỗ. Mỗi bé đã có một chỗ trong lòng thương xót, và những người đau khổ, những người nghèo, những người bệnh cũng xin chúng ta một chỗ ở trong trái tim của mình. Nhớ, mình xin cho con một chỗ trong trái tim Chúa, thì ta cũng nghe những người khác nói rằng, xin cho tôi một chỗ trong trái tim của anh. Xin cho tôi một chỗ trong trái tim của chị. Xin cho con một chỗ trong trái tim của cha. Trái tim của tôi có còn chỗ cho người nghèo khổ, người đau ốm, người bệnh tật hay không? Hay trái tim của tôi đã chứa đầy những chỗ cho những người giàu, cho những người có quyền, người có chức, cho những người trọng vọng, chứ không có chỗ cho những người nghèo khổ nữa. Xin cho con một chỗ, xin cho tôi một chỗ, chỗ rốt hết để tôi phục vụ anh em như Chúa đã yêu thương và phục vụ tôi. Amen. Rồi, mời chúng con đem heo lại thả vào trong chuồng cho cha và lãnh món quà lòng thương xót. Mời chị em ngồi xuống và cùng với ca đoàn hát bài ca dâng lễ.